Xin chào anh em, hôm nay Cường tiếp tục chia sẻ với anh em một cây mai chiếu thị lá trung siêu mini anh em nha. Cây này thì rất là lùng, này là size siêu mini luôn ha. Chỉ cao cái quẹt một tí xíu thôi anh em nha. Cốt phôi là bự bằng ngón tay cái của mình ha. Cây rất già, thẹo đã kéo gần hết rồi. Này tai chi là đã quýnh xong bộ tán rồi. Anh em về có cắt con nữa thôi, cái này Cường mới vừa vô nhôm lại nữa. Thì anh em về chỉ cần mình cắt tỉa thôi là mình chơi chứ mình không cần phải làm thêm đâu ha. Rồi chậu này là chậu đất nung tráng men cao cấp luôn anh em nha. Rồi cây mai chiếu thị lá trung siêu mini này Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 900k chưa bao gồm phí ship nha anh em. Cường xin nhắc lại là 900k chưa bao gồm phí ship ha. Rồi cái này anh em mình đi uống cà phê hoặc là mình đi làm việc mình cầm theo cũng rất là tiện nha. Cái này anh em cắt tỉa một thời gian nữa thôi là bộ tán của nó sẽ đầy luôn, dày bộ tán lên luôn. Rồi anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường, nó là 0374 113366. Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366 với giá là 900k chưa bao gồm phí ship anh em nha. Cường xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.